Cho mẹ đọc. Vâng. Đứng trong nhá. Vâng. Cái này. Mà đi trồng. Trồng như này à? Vâng. Lấy một tay cho mẹ chồng đây. Được cái này này. Con bắt. Đó. Ô mẹ ơi, bắt cô nè. Cô về đây xem này. Chồng kéo. Giống như này à? Ừ. Giống như thế này. Vâng. Hả? Mày có biết trong không? Con biết mà. Yeah. Vâng. Con hỏi mẹ trồng cây. Vâng. Đến đấy rồi. Ừ.
ơi trồng như này à? Vâng. Mẹ ván cho mẹ.
Mày đi mua một con giống, con trại về cho nó nhỉ. Nó mới có giống nhỉ. Để đi đợi nó ra ngoài đi. Nó, tí nó vào nhà. Đợi nó đi ăn cỏ đi. Đợi nó đi ăn cỏ đi. Con
Thank you.
dưới. Đi ra bên dưới nè. Mẹ ơi, mẹ đóng như nào em để dạy cho con đồng với. Vâng. Bên cho mẹ. Vâng. Gần đây nhá. Vâng. Vâng. Ê dù. Nó nặng thật. Nhiều được rồi. Ờ, chết rồi.
nó làm như thế này nhỉ? Lấy tay về đánh một cái cục như thế này. Làm như thế này nhỉ? Vâng. Cần đinh đây nè, đặt cho nha. Đấy, đinh cho mẹ. Của em bé được chưa? Con được chưa? Được rồi, mẹ được rồi. Con được. Cái của con, con làm sao rồi? Xong rồi. Xong rồi. Đi nát tuôn về lật đó. Mẹ làm như thế này đẹp không á? Đẹp thật mẹ ơi. Thật á? Vâng. Thế này á? Vâng. Mẹ cái nhà lấy bút cho mẹ. Vâng. Em bé đẹp con đây á? Vâng. Thì mẹ chú nhá. Vâng. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi.
Con đi mà. Về cho mẹ. Vâng. Cháy chưa? Cháy. Ê, nó cháy rồi. Nó cháy rồi. Để cho nó cháy hết đi. Mẹ ơi nó cháy rồi. Cháy thì kệ nó cháy rồi. Hết đi. Mẹ lấy cái này đi. Bỏ ở trong. Nó cháy hết rồi. Nó cháy chắc hết rồi. Lấy cho mẹ tiếp. Cún ơi, hả? Mẹ ở đây thì nó khát cháy đi đâu? Vâng. Đi mang đồ đi về nhà đó. Vâng. Được không? Mang được mẹ. Bố mẹ ơi, cái cần gà bên này nó đổ hết rồi. Ồ, cái cần này đổ hết rồi. Đi mát cái đi đi. Đưa cho mẹ mát. Đi đó. Mẹ ơi, mức đông nó lớn một tí nhưng mà nó tưới xong. Để có biết tới không? Con biết mà. Biết thì tới. Ở đây mẹ đi xem dưa có một tốt không? Vâng. Tới cực thật đó.
đụng rồi. Quả đẹp thật, cây nhiều thật. Mình hãy đựng thịt đi. Cái này bán lắm. Anh em mày có mua? Chắc là.
con đấy. Ôi giời, mình nhặt đúng một cân đẹp luôn. Đẹp long lanh luôn. Đúng rồi. Nhẹ mới lấy. Đưa đây cho 2.000. 35.000 cân à? Đưa đây 2.000. Chị đây phải không? Thank you.
nhân hư thật. Bà Thu ngoan thật, bà Thu trong nhà ngoan thật ấy. Cả nhà có nhớ mình không hả? Ngoan thật, ngoan thật. Thật. Bà Thu ở nhà nhé. Thank you.
về nhà rồi. Về nhà rồi. Mẹ ơi, con đi học về nhà rồi. Con về đi đâu rồi? Ta cho cuốn. Thì ra. Mẹ ơi, con đi học về rồi. Con đi học về rồi à? Vâng. Mẹ đang làm cái gì ấy? Làm cái này cho tốt. Con chào mẹ, con vừa mới đi học về. Vâng, con đi vừa mới đi học về. Vâng. Mẹ ơi, mẹ làm cái này để lúc mà đốn lên à? Ừ. Cái này cho đổ, đổ lên. Đi mang cái kia lên. Bé ơi không đủ. Còn cái này mai mẹ mới đi chặt về làm nhá. Vâng. Mình đi về đó. Xong rồi. Hôm nay con đi học trời nóng quá, hôm nay con cháy hết rồi. Mà bộ con cháy hết rồi. Dạ. Mai thì mai đi thì ma ô nhé. Dạ. Cũng đi mang ghế về cho mẹ. Dạ. Mai cháy nhá. Dạ. Mai cháy. Làm gì nhá. Ừ. Mẹ ơi, bé như này à? Ừ, mẹ như này. Dạ. Ơi, mẹ làm cái này xong là mẹ đang chuỗi à? Vâng. Mẹ đăng một cái chuồi chuồi cho cùng với là quét nhà. Đang ngủ rồi đúng không? Vâng. Cho nó bộ thế này. Cũng xong hết rồi. Ừ.
Mẹ làm xong chưa? Xong rồi. Vâng. Nhớ tay cho mẹ nào. Vâng. Mẹ. Mẹ như thế này. Mẹ ơi, cuốn đi mang chích cho mẹ này nhá. Đưa tin cho mẹ. Mang cho mẹ đi. Vâng, đây. Có mang hai thắt. Mang cái này cho mẹ. Vâng. Bố em ăn cho mẹ đi. Vâng. Cầm một tí mẹ nó lại. Lấy một thế thôi, đúng không? Vâng. Được rồi. Vâng. Cái ngó. Vâng. Đăng đẹp lắm. Vâng. Con thơ cúng quyết nha nha. Vâng. Cũng được quét nhà.
mẹ đang đẹp thở bé. Con đi mang thịt kia cho mẹ đi. Đi mang rau cho mẹ. Ừ, mẹ ơi. Ừ, đi rồi. Ừ. Mang đi cắt cái này ạ. Ừ. Đốt đi nhỉ. Ừ. Cứu nhà về. Ủa mà nhá. Vâng, nghe cho mẹ mà.
cái bên này thôi. Thank you.
Trời nắng rồi đấy, không mẹ chưa về nữa, không biết mẹ đi đâu rồi. Mẹ đi đâu lâu rồi không? Mẹ chưa về nữa thì cũng ở nhà học bài đó. Chị đi học bài đó. Bài mà nóng quá, cũng được quá đã. Dê đón khách bờ dê quanh hồ, suốt ngày đón khách. Một đàn cò bạch hạ cánh reo mừng, dê chật tưng bừng nở đầy hoa trắng, đến chơi im lặng cả toán chim cu ca hát gập gù. Ô ồ dê rất mát, nó liền dùng chiếc mũi dài của mình quẹt mặt người kia vì xanh tốt. Nhưng cuốn đọc xong rồi cuốn lấy sách đi cất đã. Cuốn đọc xong rồi cuốn đi xem ngô với đưa với cà đã. Cuốn mang quốc cá. Cái này không nên quốc đâu, cái này nên nổ, để quốc ở đây cũng nổ.
đến là bắt cua ở ngoài nhá. Cua này nhiều quá, lúc mưa cuốn bà mẹ nghỉ đi trồng. Dưa to thật đấy, cuốn sẽ có dưa ăn được. Cuốn nhủ mai cùng với con có dưa với ngô ăn. Có lắc nhiều cỏ thật, Cún ơi mẹ về rồi. Thôi. Vâng, cú hô mẹ nhổ cỏ ấy. À, cú hô mẹ nhổ cỏ à? Vâng. Mẹ vào nhà đó, mẹ với mẹ xem nhá. Vâng. Cú hô mẹ nhổ cỏ à? Vâng, cũng chào mẹ nhá. Vâng. Cũng đi học về xong là cũng học bài xong là cũng lên hôm nay làm cỏ. Cũng vậy thật nè.
mẹ làm cọ nhé. Cũng là hết rồi. Cũng làm hết rồi. Còn một cái đây. Lúc này cũng theo vì xong là cũng làm rồi. Đi xem con. Mẹ ơi, cà của mẹ lớn thật. Mai mưa về mẹ nhổ đi trồng nha. Vâng. Cùng với có quả cà ăn nha. Vâng. Đây mẹ mới nhổ đi cái to thật đấy. Vâng. Đúng rồi. Hả? Làm xong đi về nữa. Vâng. Ô cà to thật nha. Nóng thật cũng nhỉ. Ừ, nóng thật đấy. Có. Mẹ cún đi làm cọ dưới rồi. Mẹ cún đi xem sao. Xem sao. Ừ, chú lên chú có gì chú lấy mấy gói kẹo cho cún. Cháu cảm ơn nhé. Vâng. Vâng. Mẹ cún đi xem rau ở dưới à? Vâng, mẹ cún đi xem rau ở dưới. Cún đáng thương lắm. Vâng, cún cảm ơn chú nhé. Vâng. Mẹ cún đi xem ruộng là? Vâng. Mẹ cháu về rồi. Anh đây đây là gì? Em đi làm gì vậy? Em đi xem rau không gì. À, vào nhà đi. Vâng. Anh lên chơi với cún. Vào nhà đi. Vâng. Sao mà anh mua bánh kẹo nhiều thế cho cún ăn? Anh mua cho cún mà anh mua. Không nhận đâu, không cho chứ anh cho cún này. Không, anh đi bánh nhận rồi, em ơi, anh cho cún mà. Anh có nhiều nhưng mà không đáng nhận đâu. Anh cho cún này. Cún cho anh nhá. Vâng, anh cho cún này. Cho cún em ăn đi về đi, về. Ờ, cho cún mà anh cho cún này. Anh không phải cho em đâu, anh cho cún này. Anh đi về đi. Xin nhá. Vâng. Cún không lấy nhá. Anh cho cún mà. Không lấy đâu. Anh cho cún ơi, ừ, anh cho cún mà. Cháu xin nhá. Vâng. Không lấy đâu cún ơi. Cho các bạn cho em ơi, cho cún nào mà. Ừ, cho cún ơi. Cho cún mà. Cho không cún mà, ơi. Cứ đi. Anh cho cún mà. Không anh cho đâu. Cún mà. Đi về không lấy. Cún nào. Không lấy đâu. Bánh kẹo ấy. Không. À, chị Duy, mình thầy. Tin nha. Cho con đi. Duy mất ăn chết. Cho con mà. Em không lấy anh cho cún mà. Nãy là các chị quạt tay của mình chết. Đi về đi. Anh không lấy đâu. Cả anh lên cho mà. Anh quạt tay lên. Anh đi về đi. Không lấy đâu. Đi về đi. Cút đi. Đi về đi. Lần sau đừng có mày về nha. Lâu rồi mình bỏ lâu nha, thấy chưa hết. Sao cũng lại khóc? Con không có bố. Lần sau không nhặt cuộn ngày khác nhé. Vâng. Đi về đi. Mẹ bảo không lấy thì không lấy á. Không nghe. Ăn sáng xong mẹ, hôm nay mẹ đi đâu ấy? Ăn sáng xong không có gì làm, hôm nay đi rụng hoa, có đi đắt cá thì đi rụng hoa với mẹ, với con đi đắt cá nhé. Cún ơi! Hả? Cún lại đây mẹ đi mang mặt, mẹ cũng đi đó. Ừ. Mẹ mang được về. Ừ, đúng rồi. Mẹ đi đó.
đi lúc. Vâng. Vâng, đứng lại đây đi. Hôm nay em có làm gì không? Em không, em ở nhà với con. Không làm gì thì chị em đi bắt cá đi nhỉ? Đi bắt cá. À. Đi. Lại tay đợi em. Em bé ơi, về chị đi. Về chị bé nhỉ? Chơi với chị kìa. Con gái chị tên gì đấy? Đoan. Tên Đoan à? À. Đoan xinh đẹp lắm. Con đây.
nhiều cái. Để chị dưới đấy. Bên này đấy, đây nhiều cái nhỉ. Không bắt được à? Đi đâu rồi? Nó chạy rồi á. Đấy, đá ra nó lại chạy đi mất. Con ở chỗ này nhé. Chưa đặt chân. Cá nhiều lắm chị ơi kìa. Chạy ở đây rồi. Thank you.
to thật. Về thôi nhỉ. Ừ. Cho vào vườn. Em Cô nói về thôi. Cô nói về thôi con ơi. Rửa tay đi cô ơi. Ê, bắt được con cá. Ai da, bắt được con cá to thật. Được rồi, cầm. Đi về. Đi về đó. Đi về đó. Bỏ đây, bỏ vào đấy, rửa tay. Đi về đó. À, đúng rồi, nhìn cho cái thêm này. Qua đây về nhỉ? Qua đây đi. Bao nhiêu thế này? Bao nhiêu cân? Thank you.
Chơi nhé. Yeah. Nhà của chị cuốn đấy. Chơi với chị đi.
lấy cái cắp lên. Sao nè, nhớ chị à? Con nhớ chị à? Em đi cọp dưa đó. Ăn cơm đi. Đi ngồi về ghế đi. Đi ngồi về ăn bánh đi. Ngồi về ghế.
Này. Nóng lắm con ơi. Nóng á? Chị cuốn hộ thử, chị cuốn hộ thử. Đưa thêm bát. Thử cho. Mẹ ơi. Nào, xé hai cái cong mỗi người một cái nha. Ba. Ba. Ăn nha. Cô cún này. Xin nha. Điện trời. Bỏ ở đây nha. Nóng. Cún rồi. Cô ăn đi. Chị kế chị cho. Bỏ đây. Nóng thật. Nóng nha. Ăn đi nhá. Nhớ nhá. Ồ, ngon thật nhỉ. Nhớ nhỉ. Cơm dính mặt kìa con. Đạo ạ cân đi. Cuốn ăn được tay không? Bắp bắp cho. Rồi, ăn cơm thôi. Ăn đi. Mời chị ăn cơm nha. Ăn cơm đấy. Ăn cơm đi á. Ăn được quá đấy chị. Ngồi gần mẹ. Ra lại để đây. Lát chị ăn nhỉ. Ngồi đi. Xếp vào đi. Cơm nấu nấu không? Đấy, đưa vậy cửa đó.
Chị tên là gì ạ? Tên là Xia, tên Xia. Chị có chồng con chưa? Có con, có một đứa con ạ. À, không có chồng ạ. À. Thế bây giờ chị cũng đi hái mướp à? Ừ, thế mình đi hái nhỉ? Vâng. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Hoa. À. Em cũng có một đứa con. À, chồng bỏ đi. Chồng bỏ rồi. Vâng. Mình đi hái mướp đi nhỉ? Vâng. Cắt đi chị ạ. Ừ.
bên kia đi. Dạ. Mướt tốt nhỉ? Vâng. Đẹp thật. Đẹp đấy. Mất thích nhà chị nè. Đồ rồi đấy nhỉ? Vâng, ra đồ rồi. Chị đuổi chưa? Được. Em được có người. Đến đuổi chị nhé. Vâng. Đi nhỉ? Con chị đi học chưa hay là ở nhà một mình đi học nhỉ? Đi học chưa? Học lớp mấy rồi? Học lớp 2. Học lớp 2 à? Con em mới đi nhà trẻ thôi. À, nó đi ăn cơm tới nó mới về. Thế nay ông ôm chỗ này được một cái.
cân à? Cân bao nhiêu đấy cháu? Cân 15 nghìn. Thiệt hại. Thôi lái gấp ba là thôi hơi chở mơn xít nhưng mà lái mướp đi bà. Mà đi theo bán mà
chắc rồi, phải chạy à? Cuối tuần cuốn ở sách đô chờ mẹ về. Em sớm thật á. Thank you.
nhà Cún? Vâng. Mẹ Cún ở nhà không? Dạ. Mẹ Cún ở nhà đâu? Chú về nhà đi. Chú lên chơi mà, chú lên chơi với Cún nhá. Không, chú về nhà đi. Cún không thích chú đâu. Chơi với chú? Không, Cún không thích chú đâu. Thế mẹ, mấy giờ mẹ mới về? Không biết đâu, Cún không biết đâu. Cho chú chơi với Cún nhá, được không? Không. Được không? Chú không chơi với chú ơi. Ừ, cháu xin chú về nhà đi. Mẹ cháu không ở nhà, cháu sợ lắm. Chơi với chú đi, ngồi đây chú đồ cho. Không. Mình về đây chú đồ cho đi Cún. Chú ở nhà cháu nữa, cháu sợ lắm. Chú không về nhà đâu. Chơi với chú ra. Cún không về. Về nhà. Nó rất cũng thấy nó về. Nhà em lên đây là gì? Em đi làm về à? Em đi làm về này. Em lên chơi với... Anh đi về đi. Mẹ ơi, lúc này chú này lên đây cuốn sợ quá. Chú đóng cửa vào nhà rồi. Anh đi về đi. Anh lên chơi với em à? Có gì? Đi về đi. Nhà lần sau anh không được về đây nhá. Anh lên chơi với Cún mà. Mẹ em ơi. Có ngày đi làm em có được ở nhà đâu? Mẹ anh ơi. Lên chơi mà. Thì anh hôm nay anh rảnh mới... lên chơi. Đi về đi. Chơi mà. Không chơi với Cún em không để ở nhà em suốt ngày đi làm rồi không để ở nhà cũng đi học anh, về lên đây cũng sợ. Lên đây đâu? Cứ về đi. Cháu chỉ yêu mỗi mẹ cháu thôi. Ở nhà lên đây con sợ lắm. Anh đi chơi mà. Lâu lâu mình không. Cũng mười mấy năm mà không gặp nhau anh... Em hỏi anh đi về thì anh không lên đây nữa. Lên đi chơi về mà. Đi. Anh không, chơi mà. Chú về đi. Về đi. Để không ai về đây đâu. Không ai về đây. Cứ về đi. Để anh mẹ cháu không nhớ chú đâu. Lên chơi đi. Không. Anh về. Em có ở nhà lần sau anh đừng có mà lên đây nhá. Anh lên chơi mà. Chú về đi. Mẹ cháu chắc chắn là không nhớ chú đâu. Có. Không. Chú sẽ chiến được cho mẹ cháu nhớ chú. Đi á, con. Con sợ không? Con sợ chú ấy lắm. Anh sẽ khiến được em yêu anh. Ngày xưa mẹ đi lấy chồng rồi không biết nó sống thế nào. Mẹ khổ nhiều lắm rồi không nên kể cái này cho Cú nghe. Cú bị uốn thì Cú nằm lại đây mẹ đi bó phân cho đố hả đây nhá. Mẹ ơi Cú đi với. Cú đã đòi Cú nằm ở trong giường này mẹ đi điều lắm. Mẹ cho Cú đi với. Cú muốn đi á. Vâng. Thế thì mẹ đi mặc phân đã. Cú ở đây chờ. Cú cùng mẹ đi. To lên rồi. Nó mới to rồi nhờ. Cho phân nó mới lớn nhờ. Đúng bố hả? Vâng.
không may nó tốt nhỉ, cũng được. Mẹ ơi, bón như này à? Ừ. Bón như này. Vâng. Bón xa xa một tí nhá. Vâng. Cái này tốt thật đấy. Mẹ ơi, mai mình đi mai mình đi chặt cây xong là mình này nó mới tốt nhá. Vâng. Mẹ đi chặt cây xong là cho nó chiều lên cây. Nó mới tốt. Mẹ ơi, hai cây này nó mọc hoa nhiều thật đấy. Ừ. Mọc lên cho. Vâng. Hai cây này nó mọc hoa nhiều thật. Ừ. Cùng bón vào, mai nó lên cùng với được hai cái bán. Mẹ ơi, dưa này nó nở hoa, nó có quả bé bé rồi. Bón khé đi đó, cún á. Cún ơi, đi bón mấy góc kia nữa. Uống thì rửa tay xong là cũng ngoài nhà á. Bỏ máy bóp này. Uống ơi. Hả? Rửa tay xong là vào nhà á. Vâng. Uống thì vào nhà nghỉ á. Thank you.
rồi, đi về.